Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bắt lưới trong hành đôi. Về trong bắt lưới trong hành đôi này thì nó có nhiều loại, nhiều kỹ thuật. Bắt lưới nó là bao gồm của bắt những quả cầu tạt sang, rồi là bắt những quả cầu bỏ nhỏ, các bạn vồ này, hay bỏ nhỏ này, hay ép này, hay bắt chết, đập chết trên lưới đều là bắt lưới hết. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái động tác bắt ngang quả cầu như này, bắt những quả cầu người ta phản sang để mình bắt kết thúc. Thì đầu tiên về cái động tác này ấy, thì các bạn, việc đầu tiên là các bạn phải giơ tay cao. Tại vì sao? Cái đường cầu trong hành đôi nó rất nhanh. Khi mà cầu đối thủ, đồng đội của mình đập sang bên kia, đối thủ phản lại mà các bạn tay các bạn hạ dưới thấp này, thì cầu sang các bạn mới giơ lên thì chắc chắn là không kịp. Vì thế đầu tiên cái động tác của bạn là phải giơ cao tay lên. Và khi các bạn đánh xong một quả thì các bạn phải lập tức nhấc lên để đánh quả tiếp theo. Tại vì trong đánh đôi, cái sự liên tục của nó rất chi là quan trọng. Khi các bạn đánh một quả mạnh xuống này, hạ tay xuống, đối thủ phản lại một quả nữa, các bạn giơ lên thì nó bị chậm rồi. Vì thế, cái quả này phát lực chủ yếu các bạn dùng cẳng tay và cổ tay là chủ yếu. Chủ yếu là cổ tay nhá. Cổ tay các bạn đánh đây. Đánh xong nhấc lên, chuẩn bị quả tiếp theo. Đánh có thể 2, 3, 4, 5 quả. Đấy là xem các bạn liên tục được bao nhiêu. Đây, nó sẽ là như này. Các bạn dùng chủ yếu là cổ tay nhá, cái cẳng tay này sẽ là kéo theo cái cổ tay kết thúc cuối cùng. Và các bạn cố gắng trong quả đánh này thì các bạn phải thả lỏng thì quả cầu nó mới cắm được. Còn khi đối thủ phản quả cầu rất căng ấy, mà mọi người cứng quá, mọi người đánh ngược lại thì đảm bảo 100% quả cầu sẽ bổng lên trên. Đấy, thì mọi người phải thả lỏng thì mọi người mới cắm được quả cầu xuống. Và trong cái quả bắt lưới này ấy, thì mọi người cầm vợt, mọi người lên cầm lên cao lên như này. Có nhiều người cầm ở giữa cũng được, không sao. Nhưng mà mình khuyên mọi người cầm lên cao để mọi người xử lý cái quả cầu nó nhanh hơn. Và một điều nữa là khi mọi người chuẩn bị ấy, thì mọi người nên mở cái nách này ra này. Cái nách này mọi người mở ra. Chứ mọi người đừng khép vào như này. Này khép vào mọi người rất khó để đánh. Mọi người mở ra thì cái biên độ bắt được rộng hơn. Trái phải này. Đấy. Và khi đánh quả cầu ấy thì mọi người chỉ đánh này. Cái phần này thôi này. Đánh đúng cái này thôi. Chứ nhiều người đánh là kéo cái khử tay này xuống. Kéo tay xuống. Đấy, thì nó rất dễ, một là rút lưới, hai là nó bị chậm. Mà chủ yếu quả này, chủ yếu mọi người kéo xuống này nó bị rút lưới. Kéo xuống này chỉ phù hợp cho quả vồ cầu thôi. Vồ cầu thì mọi người kéo xuống, còn bắt lưới này thì mọi người giữ mở cái nách này ra nhá. Mọi người chỉ đánh này thôi, nách lúc nào cũng mở. Và về vị trí đứng trong bắt lưới này thì mọi người cố gắng đừng lên đứng ở cái vạch giao cầu này nhá. Mọi người đứng lùi một bước. Đây. Mọi người đứng lùi một bước nhá. Mọi người đứng lùi một bước đứng ở dưới này. Tại vì khi mọi người đứng ở vạch giao cầu ấy, đối thủ phản năng lực căng quá ấy, thì không thể nào bắt được. Đấy. Mọi người đứng ở đây, lùi một bước. Và cái chân của mọi người ấy thì nó luôn luôn là động, không bao giờ đứng chết. Đấy. Khi đối thủ vớt vào cầu cho đồng đội mình ở bên trái thì mình sẽ cùng di chuyển theo sang bên trái. Đấy, vớt sang bên phải thì mình cùng di chuyển theo bên phải. Chứ mọi người mà vớt được kia, mọi người cứ đứng ở giữa này ấy, đối thủ đập cái phản ra đây thì mình không thể nào bắt được cả. Vì thế mình luôn luôn phải di chuyển theo cầu. Di chuyển theo cầu, kể cả mình không có đánh cầu gì nữa, mình vẫn phải di chuyển theo. Là khi đồng đội mình có cầu tấn công, có nghĩa là bên kia họ nêu bổng lên cho đồng đội mình tấn công ấy, thì mọi người sẽ lùi sâu xuống này. Để ví dụ như đồng đội mình đập thì mình có thể bắt được quả đấy. Và nếu đồng đội mình cắt thì mình cũng đồng thời mình di chuyển lên sát mép lưới để mình dọa đối thủ, coi như là đối thủ bỏ nhỏ thì mình có thể vồ luôn. Và khi mọi người di chuyển sát lên rồi ấy, thì đối thủ sẽ sợ, thường thường lại vớt lên. Và lúc đấy đồng đội mình lại có cơ hội để tấn công tiếp. Thì lúc vớt lên thì mọi người lại phải lùi xuống như này. Đấy. Đồng đội đập thì mọi người sẽ bắt, còn cắt thì mọi người phải tiếp tục lên. Đấy, mọi người phải luôn 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 di chuyển trên lưới để làm sao để theo được cái nhịp cầu. Khi mọi người đứng yên một cái là đảm bảo là mọi người sẽ không theo được cái quả cầu đấy. Đấy là điều quan trọng trong bắt lưới.
Còn một trường hợp nữa là khi bắt quả cầu ấy, đối thủ trả sang mà bị bổng thì mọi người có thể dễ xử lý là có thể vồ như này. Còn khi vào cái trường hợp ấy mà đối thủ họ trả sang cầu tốt quá mà sát mặt lưới vào đúng tầm ngực của mình này thì mình xử lý ra làm sao? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người. Thường thường những quả bổng ấy thì mọi người có thể phát được lực. Còn những quả cầu nó xuống rồi ấy thì mình khuyên mọi người nhá, thì mọi người sẽ một là đặt lại, gạt lại. Đặt lại lưới hoặc là chỉ đẩy sang cho nó sát mặt lưới thôi. Để đẩy vào người đối thủ, để mọi người đối thủ kia phản quả tiếp theo để mình có thể bắt quả tiếp theo. Nhưng mà để xử lý quả đấy thì như làm sao? Khi bạn cao như này đấy, cầu sang này thì mọi người không thể nào mà đứng ở đây đánh được như này. Vào cầu sát người không đánh này thì mọi người thả lỏng người ra, cúi xuống đánh theo như này, cúi xuống đánh theo như này. Người mọi người thả lỏng nhá, phải đưa theo quả cầu ấy, đánh theo như này, hoặc cúi xuống đánh xuống. Mọi người ngồi xuống mà đánh, làm sao cái mặt vợt của mọi người này nó vừa với tầm đầu hoặc ở trên cái cao ấy, thì lúc đấy xử lý sẽ dễ hơn là khi mọi người hạ thấp cái tay này xuống đây xử lý sẽ khó. Đây, mọi người hạ xuống mà đánh như này. Đấy, đấy là một cái tình huống mà mọi người xử lý khi mà đối thủ phản sang nó sát cầu, cầu nó sát lưới quá. Mình đang hướng dẫn cho các bạn động tác bắt lưới cho mình đôi. Thì mình hy vọng video vừa rồi sẽ giúp ích được cho các bạn nào muốn cải thiện cái kỹ năng trên lưới ở trong đánh đôi. Và các video tiếp theo các bạn muốn mình làm về các vấn đề gì hoặc kỹ thuật gì trong cầu lông thì hãy comment bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo. Xin chào.